ông thương không? Thương nào? Thương cho showngakia.vn bán kim cương Full HD không che, có các vòng quay thử vận may các kiểu có đa điều luôn. Các bạn có thể trúng được nhiều kim cương, nhưng có một điều chắc chắn là các bạn sẽ không thể trúng được người yêu. Hãy thử tại showngakia.vn. Hello, xin chào, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel của Hùng Mệt Mỏi. Các bạn biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 6:45 sáng. Đây là giờ mà các bạn học sinh, những người đang xem video của mình này, bắt đầu một ngày học tập đầy chăm chỉ và bùng nổ. Hoặc là giờ các bạn đang đi đến lớp, hoặc là giờ các bạn chuẩn bị vào lớp để truy bài 15 phút đầu giờ. Còn đối với tôi giờ này là tôi sắp ngủ các bạn ạ. Buồn ngủ vãi. Thế ra không phải hôm nào mình thức khuya, nhưng mà hôm nay thức khuya quá các bạn ạ. À không, tôi thức đến sáng đâu mà. Các bạn thấy không? Mệt như này chưa ngủ nhưng mình vẫn công hiến làm cái video cái xong mới đi ngủ. Nên trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vừa xem TikTok vừa ngủ nào. Let's go. Lại quả nhạc này nghe ám ảnh vãi. Học sinh lớp 1 giờ lạ thế. Học sinh lớp 1 xinh thế. Ui, cháu này xinh này. Ra chú Hùng bế. Ra chú Hùng bế cái nào. Hôn đi chứ. Quả xì tai của thanh niên đến chất vai. Cái quả style đeo kính ngược lại đằng sau này, tôi thấy nó cái kiểu nó bị buồn cười ấy. Tôi đeo thế đẹp trai các bạn ạ. Nó bó hoa thì đẹp, nói chung là cũng có gan đấy. Nhưng mà cái quả style trông chán đời vãi. Style này bạn mà mặc cái này một chục năm trước thì đẹp, còn bây giờ hiện đại lên rồi, ăn mặc nó phải hiện đại lên tí. Mặc cái này nó kiểu nó bị hơi buồn cười ấy. Ếch gì vừa mập vừa xấu, ếch mập như heo. Ếch hướng nội. Con ếch đi tập thể dục để cho đỡ béo à. Đừng vào khinh thường con ếch à. Trời má, con ếch này làm gì béo như con heo đâu. Con ếch này là béo như con voi mẹ rồi. Ếch mẹ đi bán ếch con. Con ếch này là mình nhớ đến quả cảnh con ếch đi bán ếch con. Ôi, vật cầu lông. Ôi nhưng mà đánh này lấy đéo đâu lực để mà đánh. Ôi rồi. Cái này nó gọi là gì các bạn? Đây. Skin vượt cộng 2 chính xác trừ 1 sát thương các bạn ạ. Đánh hơi yếu nhưng được cái chính xác chuẩn. À quên, giảm tốc đánh đấy các bạn nhá. Làm giáo viên lương được bao nhiêu đồng đâu có gì mà làm. Ai da. Ôi mấy bé học sinh chiến thế. Nhiều thôi mà nói chi nhiều, mỗi người ta đi thì làm vì đam mê. Ngày xưa cô giáo cấp 1 em mà xinh như cô ấy, em bây giờ thần đồng rồi, kiểu thần đồng cấp 1 đấy. Ngày 2/3/2023 Hải Phòng, anh và em. Ủa là sao? Ủa là bây giờ là hai bạn này đi đến để gặp nhau, hay là hai bạn này không quen biết với nhau mà tự dưng nhìn thấy nhau thôi? Ủa, đá bóng nghe đấu võ đây, chơi cả chơi dùng tay kéo luôn. Cách ngăn cản Messi, nếu hiểu là sao? À, là ngăn cản Messi là chúng ta phải dùng tay để kéo chân mới ngăn cản được Messi hả? Bà ơi, đừng bảo là bà mất rồi nhá. Đừng nha. Chưa mình có reaction được clip của bà với anh này mấy lần rồi này. Có mấy câu hay lắm. Ờ, chắc là không rồi đúng không? Tôi nghĩ hơi xa rồi. Là tôi nghĩ nhiều đúng không? Video lễ tang lễ bạc. Vãi thật á. Nhạc cuốn quá, nhưng mà em thấy cái có cái cuốn hơn. Ô
Có hai bạn nữ ngồi sau làm gì với quần chúng kìa. Kiểu như đằng kia có cái gì kìa. Đâu đâu đâu. Một bạn thì nhảy ở trước màn hình, hai bạn thì chia chia tay đằng kia. Kiểu đằng kia có anh đẹp trai show stream kìa. Khả năng là cái video này quay ở Hà Nội các bạn ạ. Lúc đấy tôi đang đi ngang qua, hai bạn ấy chỉ kiểu: Ê, anh đằng kia kìa, anh đẹp trai đấy. Gì ông nội? Hả? Gì vậy? Hả? Gì vậy? Anh ơi. Mặt con chó đúng kiểu chứ. Mày bảo tao đứng im để mày quay video quay lên TikTok để câu view câu tim thôi chứ tao có biết gì đâu. Mày nói tao thế. Có gì nghề nói lại. Nói gì đéo được. Má mày, mày làm chó đi sao mày có nói được không? Khổ thân thằng nhỏ vì miếng cơm manh áo mà phải diễn TikTok cho thằng chủ. Đưa gạch. Ủa là sao? À, đưa ba lô cho thằng bạn cùng thằng bạn bỏ nhà đi. Thế là về sau là mặc áo rách áo kiểu như là khố rách áo ôm đi phụ hồ ấy. Là kiểu bỏ nhà đi xong rồi là nghèo ấy. À đéo phải, tôi dịch nhầm các bạn ạ. Không phải bỏ nhà đi mà là cúp học. Ờ đúng, chuẩn. Là cúp học, sau này đi phụ hồ. Nôm na là các bạn phải chăm chỉ học hành, sau này mới giàu được. Ừ, mấy thằng nói triết lý thì nói thế các bạn ạ. Còn về cơ bản thì cũng đúng là thế đấy. Phải học mà. Ô nhìn quen thế. Hai đứa em tôi. Các bạn biết gì không? Hôm nay sinh nhật mình mời cả Ly với cả là cả Kelly đi. Sao cả hai đứa nó lâu lắm rồi mới gặp được nhau. Gặp nhau cái Kelly khóc vì nhớ Khánh Ly các bạn ạ. Buồn cười vãi cả đái ra. Mình hỏi là nhớ Ly không? Nó bảo không nhớ gì anh. Mấy tháng em chả gặp anh, gọi nó đi sinh nhật thoải mái. Đều đây gặp Khánh Ly ôm Khánh Ly khóc. Ôi con trai con nứa yếu đuối trong mặt nó thế này thôi các bạn ạ. Nó nghiện đấy. Cho em xem anh đặt đầu được không? Ui. Ây à. Ôi dồi ôi. Một đứa quay cả trường ngồi nhìn. Vậy là con chó nó có hôn nhân tạo với nhau à? Sao nó hôn nhau mà kiểu nó thổi. Chó hôn nhau kiểu đấy à? Người phải kiểu chứ sao ấy? Hai con chó làm chuyện bậy. Thằng nào tìm kiếm đây? Tao bảo chúng mày rồi. Chúng mày cha là người làm chuyện bậy bạ có được không? Chúng mày là con người mà. Chúng mày xem sẽ chó chi vậy? Cho tao hỏi cái này không? À, mẹ ếch bắn con ếch. Ếch này bắn ếch con ở đâu đấy? Mình mua con mà. Làm ơn cho địa chỉ ra mua ủng hộ một con ếch được không? Uầy. Phải đôi nhân viên an ninh thôi mà đẹp trai thế. Đẹp như idol luôn. Ui. Ok, nôm na là anh nôm na là anh An Ninh đẹp trai quá đến mức mấy bạn nữ phải xin chụp ảnh, mấy bạn nam thì kiểu ghen tị. Ok. Ủa là sao? Ủa là sao? Ủa gì vậy không hiểu. Bạn tồi, khi bạn rời đi thì người bạn đó sẽ nói xấu bạn và bạn bắt được điều đấy. À rồi ok. Bảo sao mà cái lúc mà bạn này vừa đi cái tự dưng hai bà kia kiểu dơ kiểu ngon phát ấy. Đấy kiểu thế. Mà thế luôn mấy bạn đưa để lầy ta. Ui. Nhất tê quy tê là sao? Ây da. Rất đơn giản nhưng mà xinh.
Nhưng mà dạo này anh tu rồi, dạo này anh tu tiên đấy em ạ. Anh không động vào rụa trần thế nữa. Gái hú là phù du, nữ sắc xin cho cùng gì à? Da với thịt thôi. Hắn em nhá. Đấy là thằng khác sẽ nói thế thôi. Còn với Hùng thì tin lựa em yêu của anh. Ồ. Trời ơi, con gấu bông này cute có vậy, có bán đâu không? Ôi, nó thành hẳn cái củ cà rốt luôn này. Thỏ ở trong trái dâu TikTok shop. Cái này chỉ dành cho mấy đứa có người yêu tặng nhau thôi. Lêu lêu mấy đứa không có người yêu tự đi mua cái này về quê lắm. Đề nghị mấy đứa ở trên kiểm soát trên video của mình hiện tại không đi tìm mua nhá. Bởi vì là các bạn làm gì có người yêu đâu. Trông khỏi mặt ngày xưa trông giống với đứa bạn mình vậy. Ôi, lớn lên trông vẫn giống yên luôn. Không bình thế luôn. Bạn này là bạn duy nhất mà mình thấy là hồi nhỏ với lớn lên trông gần như không khác. Tức có nghĩa là mình nhận ra luôn đấy là bạn đấy. Còn nếu như mà mấy bạn khác thì mình không nhận ra thật. Ui vãi, con bò đi ăn cỏ buổi đêm mà nó đội cả đèn luôn. Chất vãi cả đái mày. Bò của công nghệ à? Bò sao bữa nay trời lâu tối vậy nhờ? Nếu hiểu sao thằng Tài nó hiểu được cả con bò luôn. Có khi là Tài có kinh nghiệm làm bò không? Xin lỗi đã để cô và các bạn phải chờ lâu. Thế là hôm nay chúng em sẽ gửi tới thầy cô và các bạn một bài thuyết trình vô cùng tập. Với sự tham gia của quả giọng Hồng Y, Quỳnh Chi, Thủy Chi, Giao Liên, Quỳnh Nga, Phương Anh, Thu Hồng, Hồng Dung, Trúc Anh, Hải Hiền, Đinh Đoạt và Thanh Đại. Và sau đây tiết mục xin được phép bắt đầu. Sinh ra được bao bao lớn không bóc mẹ bao ra. Thuyết trình mẹ bắt bắt xe à? Giới trẻ đây thuyết trình lạ nhở? Bao trẻ xin lút nhá, xong lại từ cùng mở nhà. Ôi, xinh ơi. Ôi, tôi nhường các bạn thằng Đạt với thằng Đại nha. Còn lại tất cả mấy bạn nữ khách như Hồng Nhung, rồi Hồng Y, rồi chị Quỳnh Chi, cái thứ là tôi mút hết nha. Bất chấp khác nhau về văn hóa, Đạt vì là quyết cắt bao quy đầu để có thể cưới được VDVA, VDVA. Anh ấy đã cắt bao quy đầu, tôi rất đau. Máy cắt bao đầu là gì? Vãi cả đái à. Really? À nhưng mà thực ra cái việc cắt nó cũng bình thường các bạn ạ. Về cơ bản thì chúng ta không nhất thiết là phải cắt. Nhưng mà cắt thì, nhưng mà nói thật với các bạn luôn là tôi cũng đỡ dành cái việc cắt cái này là cái gì. Bruh. Bạn nào biết chỉ mình với. Chắc các bạn đều biết đúng không? Ừ, chúng ta giống nhau, mình đều biết thật. Đi ăn không? Nhưng mà ăn không. Gì? Ăn em. Bỏ nước lèo quyện trà sữa. Ăn cơm chan canh nước súp xì tin. Ăn lên. Anh sao đang đánh nhau? Anh sao đánh nhau kệ mẹ anh sao anh ăn em? Bút bò cũng què tầm này nữa ăn em. Bắt thỏ hay bắt dê? Xin tự giới thiệu với em, anh là nhà động vật học kiêm bắt động vật nổi tiếng nhất Tuyên Quang mà đéo ai biết tới. Hiện tại anh đang cư trú ở tại Hà Nội nhưng mà anh cực kỳ giỏi, đặc biệt giỏi nhất là bắt hai loài động vật đó là thỏ và nhện. Hôm nay anh giỏi thêm bắt một thứ nữa, đó là bắt lấy trái tim em. Tôi thề với các bạn luôn, con thỏ này mà tôi bắt hái vội cũng phải được 3 đĩa thịt thỏ. Tìm chỗ mà trốn cho kỹ đi, tao gọi anh em tao ra. Thuê bao quý khách vừa gọi bằng game ốp điện thoại luôn mà. Cái gì nữa đây? Mày cưa vãi ở chiến này. Chainsaw Man phiên bản Việt Nam. Xin chút nữa tôi đã cười ở video này. May quá tôi vẫn được ở Việt Nam, vẫn được ở trên trái đất, chứ không là tôi xuống về địa ngục rồi. À ok, hai thằng hợp thể. Ủa? Là sao? Là hai ông, một ông trắng và ông đen hợp thể là thành cái kẹo nửa trắng nửa đen hả? Tuổi 16 dừng lại yên bình nhé người bạn của tôi.
Là sao? Là bạn này mất từ năm 16 tuổi à? Bạn này là bạn nào vậy? Tai nạn ở Ba Mô Hiệp, Bắc Giang. Ủa thế à? Tuyệt vời. Em nhảy mặc dù là như cước anh đánh giá em nhảy được 0 điểm, nhưng bù lại là tâm hồn đẹp 10 điểm. Thế nên là cộng hai cái lại xong chia đôi thì tôi chốt ơn bạn này là 10 điểm và là người tốt. Điều đấy thể hiện một điều là gì cả? Tâm hồn đẹp rất quan trọng. Tròn đấy nhở? Ý mình là mặt bạn này tròn này, trông mặt bạn này xem khá là tròn. Từ đấy anh ấy đéo ỉa bằng đít nữa. Mấy ấy chuyển sang ỉa bằng stream luôn. Bởi vì là lỗ đít của anh ấy nở méo à rồi. Vãi cả này ạ. Còi xe nghe chết vãi. Các bạn biết còi xe này ghép thành bài gì không? Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Thề với gạ luôn, cái quả bài mà con em gái tôi lúc đéo là ngày xưa hồi bé nó cũng bật lên để ăn cơm, tôi nghe đến mức mà tôi thuộc mẹ giai điệu luôn rồi. Đâu đâu lè cái lưỡi ra coi. Ơ nó lè thật kìa. À biết tiếng ngoại ngữ sang hẳn mồm, giao tiếp được với chó luôn mà. Ủa nước thu hết rồi, sao mấy con cá này vẫn bơi được vậy? Ủa ôi là mấy con cá này bay lên trời luôn à, nó phải bơi luôn hả? Mình hiểu rồi các bạn ạ. Giờ này đứt cáp mạng lắc, mấy con cá nó bị lắc, nó chưa nhận được tín hiệu là nước rút rồi, nó vẫn tưởng là còn nước thì nó bơi các bạn ạ. Thực ra mấy con cá này biết bay các bạn nhé, cá ở Bình Dương mà. Ôi giống Linh Ngọc Đàm vai. Má xinh vai hò. Đằng sau có ông ngoài đít rồi kìa. Dân chơi đằng sau này đúng kiểu diễn viên quần chúng ý. Mà nó có dùng vô bên đây xe xe là mẹ. Rechts abbiegen. Was für rechts abbiegen? Ich fick diese GPS xe là mẹ. Có vô bên đây xe là mẹ. Này cái video có thật trên đời không đấy? Mà nó có dùng vô bên đây xe xe là mẹ. Này cảm giác như kiểu bây giờ mày đang lượn xe đạp ở trên này các bạn. Vừa đi vừa thấy tổ tuynh, tổ tiên bay xung quanh mình kiểu chứ. Cháu ơi về đây với cụ. Cháu ơi về đây với cụ. Đúng kiểu game thể thao mạo hiểm nhưng phiên bản chỉ có một mạng các bạn ạ. Nếu có chơi lại. Bố mẹ nó bú nhau. Thằng con đứng nhìn nó khổ vãi. Bố kiểu chứ. Chào tí con ơi, bố bú trước, tí nó tới lượt con nhá. Ok, thôi chắc có lẽ video reaction của mình cũng sẽ xin được dừng lại đấy thôi. Nếu bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho anh xin một like và đăng ký nha. Và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc người tốt lành. Bye.